Y textualmente dice que Venezuela ha sido un pueblo que nunca se doblega para la independencia y la libertad como lo ha hecho ¡presente! El vietnamita. ¡Or! Bien, en este momento ambos mandatarios hacen la revisión de parada de la Guardia de Honor Militar acá en el Palacio de Miraflores. Recordemos entonces que se trata de una visita oficial por parte del presidente de la República Socialista de Vietnam, Nguyen Minh Triết, quien viene a establecer varios acuerdos económicos con Venezuela. Se ha propuesto igualmente que ambos países establezcan un fondo para el desarrollo similar al que Venezuela creó con China, que tiene una capital conjunta de 6 mil millones de dólares. Venezuela, hoy, en estos días, está verdaderamente de júbilo. Nos vestimos de rojo, guerrero. Chúng ta mặc những bộ quần áo màu đỏ của những người chiến binh. Nos vestimos de rojo patrio. Chúng ta mặc những bộ quần áo màu đỏ, màu của yêu nước. Nos llenamos de pasión patria. Lòng chúng ta tràn ngập tình yêu đối với Tổ quốc. Nosotros, los hijos de Bolívar. Chúng ta, những người con của Si Bóng Bolívar. Nosotros, los hijos del Libertador de Sudamérica. Chúng ta, những người con của người chiến sĩ giải phóng dân tộc của Nam Mỹ. Para darle la más fervorosa bienvenida. Và chúng ta xin gửi lời chào đón nhiệt liệt. Para darle la más amorosa bienvenida. Và để đón chào một cách mạnh mẽ nhất. Para darle la más extraordinaria bienvenida. Để chào đón một cách vĩ đại. A los hijos de Ho Chi Minh. Những người con của Bác Hồ, của Hồ Chí Minh. A los hijos del Libertador de Indochina. Những người con của người chiến sĩ giải phóng của Đông Dương. A los hijos del Libertador del Vietnam. Những người chiến sĩ giải phóng của dân tộc Việt Nam. Para darte la bienvenida, camarada presidente. Thưa đồng chí chủ tịch, chúng tôi xin nhiệt liệt chào đón đồng chí. Presidente Nguyen Triết. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Es hoy continuador de la obra de Hồ Chí Minh. Hôm nay các đồng chí đang tiếp tục sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Esta Venezuela bolivariana. Đất nước Venezuela Bolivar. Donde hoy se lleva a cabo una profunda revolución política. Cũng đang tiến hành một cuộc cách mạng chính trị hết sức sâu sắc. Donde hoy se desarrolla una profunda revolución social. Và cũng tiến hành một cuộc cách mạng xã hội sâu sắc. Donde hoy se desarrolla una profunda revolución económica. Cũng là nơi mà đang diễn ra một cuộc cách mạng kinh tế sâu sắc. Donde hoy se desarrolla una profunda revolución espiritual, ética y moral. Cũng là nơi đang diễn ra cuộc cách mạng về tư tưởng, về đạo đức và chính trị. Esta Venezuela que hoy ha levantado de nuevo las banderas del socialismo. Và là một đất nước Venezuela và ngày hôm nay một lần nữa giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội. Esta Venezuela donde hoy se levanta el renacimiento del socialismo. Cũng là một đất nước Venezuela đã làm sống lại chủ nghĩa xã hội. De un socialismo nuevo. Một chủ nghĩa xã hội mới. Un socialismo profundamente democrático. Một chủ nghĩa xã hội hoàn toàn dân chủ. Un socialismo profundamente humanista. Và hết sức nhân văn. Un socialismo profundamente arraigado en las características de nuestro pueblo. Và đó là một chủ nghĩa xã hội mà ăn sâu cắm rễ vào trong lòng của nhân dân chúng ta. Te da la bienvenida, presidente. Và đó là tất cả những điều cũng là chào đón ngài, thưa chủ tịch. Hermano, camarada. Người anh em, người đồng chí. Presidente de la República Socialista. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Del Vietnam.
Việt Nam. República heroica. Một đất nước, một nước cộng hòa anh hùng. Pueblo heroico. Một dân tộc anh hùng. Compartimos el mismo camino. Chúng tôi cũng đang chia sẻ chính con đường. Los mismos horizontes. Cùng những cái đường chân trời mới. La misma esperanza. Và chúng ta cũng chia sẻ cùng những ước mơ. Nuestros pueblos son en el fondo. Hai dân tộc của chúng ta. El mismo pueblo. Cuối cùng cũng là một dân tộc mà thôi. El de Ho Chi Minh. Đó là dân tộc của Hồ Chí Minh. El de Bolívar. Và dân tộc của Bolívar. De verdad, verdad, presidente. Có đúng là như vậy không, thưa chủ tịch? Nuestro corazón se encuentra desbordado de alegría. Và hai trái tim của chúng ta tràn ngập niềm vui. De júbilo revolucionario. Và niềm vui mừng cách mạng. De pasión patriótica. Và cũng là niềm đam mê của chủ nghĩa yêu nước. Al decirte bienvenido a esta tu patria. Và Venezuela. Đấy là tình cảm mà để xin nói với đồng chí, xin nhiệt liệt chào đón đồng chí. Hermano. Người anh em. Vienen las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, quien hablaba de lo que une a ambos pueblos, a Vietnam y a Venezuela. Es un gran honor para mí y para todos los compañeros que me acompañan en la delegación. Chúng tôi đến thăm đất nước Venezuela xinh đẹp, dân tộc Venezuela anh hùng. Este bello país que es Venezuela, esta nación heroica. Chúng tôi được gặp những người bạn, những người đồng chí, anh em thân thiết. Estamos en un encuentro con amigos, con compañeros, con los que nos unen lazos profundos. Đó là Tổng thống Hugo Chávez và các bạn ở đây. Uno es el presidente Hugo Chávez y los demás compañeros aquí presentes. Được tận mắt chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Venezuela trong thời gian vừa qua. He podido constatar personalmente el desarrollo que se ha ido produciendo en Venezuela. Được tận mắt thấy những hoạt động cách mạng hết sức là sâu nổi của nhân dân Venezuela, đặc biệt là lớp thanh niên. Y he visto con mis propios ojos esa pasión revolucionaria, ese proceso revolucionario que se está produciendo aquí hoy mismo. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của ngài Tổng thống, nhân dân Venezuela sẽ đạt những thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21. Y sabemos que bajo la dirección del presidente Chávez, ustedes continuarán obteniendo muchos más logros y construirán victoriosamente el socialismo del siglo XXI. Xin cảm ơn ngài Tổng thống, người đồng chí, người anh em thân thiết. Muchas gracias, presidente, compañero, hermano, amigo. Cảm ơn quý vị và các bạn về sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu. Gracias a todos por esta calurosa bienvenida. Viva Venezuela. Viva Venezuela. Vietnam. Viva Vietnam. Chúng ta nhất định xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên hai đất nước chúng ta. Seguro que lograremos la victoria del socialismo en nuestros países. Thank you.